Quá trời YouTuber luôn cả nhà ơi. Họ đang bóc của em. Ok mọi người đừng có suy nghĩ gì nha. Ok. Rồi, xa xôi cách nữa lắm ha, mới được qua bóc đó. Tại vì YouTube phải chơi nhiều lắm. Nói đùa thôi mọi người. Ok, rồi Phúc mời mọi người. Anh cũng sẽ mua luôn, mời cả nhà nha. Phúc mời nhà này, nhưng này máy của Phúc cho nên nhìn như này. Nên chị kiểu của anh Bùi Vĩnh Phúc. Của anh Bùi Vĩnh Phúc, mấy anh chị ơi, gặp mấy anh Phúc bán kẹo ở quán nhậu, mấy anh chị mua giúp anh Phúc những mấy cây kẹo nè. Cảm ơn mấy anh chị cùng rất là nhiều nha. Cảm ơn rất nhiều nha Phúc nha. Ok. Rồi Phúc ăn bắp nha mọi người. Cảm giác sao? Không biết là có phải là lâu quá mình không có ăn hay không, mà thấy ngon quá. Cũng là một phần có thể là lâu quá chưa ăn, bắp nướng. Tại vì răng giả mà. Ăn không qua ăn kia được. Mà thứ nhất là rất là ngon. Thì cho anh hỏi thiệt luôn là tại sao em có duyên với cái bắp nướng này? Đầu tiên nó phải có một cái câu chuyện nữa. Anh nghĩ là trước đây em phải bán cái gì rồi xong dập cái này nè, nó hợp. Đúng không? Anh muốn hơn nhiều lý của em rồi. Ok. Không, em cứ kể từ, tại vì đây anh cho khán giả của anh nữa, chỉ biết anh thôi, phải biết sâu về em hơn nữa. Trước đó em đi bán rồi, đi bán đồng hộng. Anh biết rồi. Em chỉ đi bán có một con đường một mà. Anh đi bán đồng hộng, đi bán trứng cút. Đi bán bánh hộng á, chỉ bánh hộng á. Rồi. Anh chạy vòng ở bên trong hộng nè. Với ở chợ Đỗ Phú Lâm á. Em ra ngoài mấy quán nhậu đó em đi vô trong đó em bán. Rồi. Rồi cái em bán từ cái em thấy mẹ em bán cũng được á. Cái với lại người ta có mua, nhiều người ta bán nhiều quá người ta có mua, cái em mới đi nói với mẹ, thôi mẹ ơi đi bán bắp đi mẹ ơi, đi bán là ít có ai mua lắm. Cái mẹ em ngồi ở chân chân chỗ trường học Nguyễn Văn Phú đó, mẹ em bán mới lấy vài chục trái bắp bán cái bán bữa đó hết trưa, ngày đầu tháng trưa luôn. Cái qua ngày sau cái em bán hơn, em lấy thêm nữa, cái em bán hết trơn luôn. Cái qua ngày sau
anh nói với mẹ quan âm á, em nói bữa nay mà mẹ không có cho con mà được có chỗ bán á thì con đi, con sẽ đi về quê, con sẽ đi về quê đó, cái nên mẹ mới chuyển cho em được có chỗ bán lấy cho cô thương em để cho em có chỗ bán rồi 6 giờ như 4 giờ thì em để cái chân ở chỗ Minh Béo bán, 6 giờ thì em để ngã tư em bán rồi từ từ rồi em mới gặp anh Thuận, gặp các anh YouTube quay rồi. Thôi vậy là ý là em đang muốn gửi lời cảm ơn những người đó. Như vậy anh, cái khúc mà em nói là cái ngày cuối cùng mà con không bán được á, anh rất là nhiều cảm xúc, tại vì anh cũng từng như vậy. Anh cũng đã từng ra đi bán kẹo rồi cũng thử gì đó, em ngày đầu cũng bán ghế rồi ngày thứ hai cũng bán ghế, nhất là như vậy, tại vì nếu mà làm như vậy hoài thì nó hết vốn. Tại vì đồ nhiều lắm anh, má hành á, má hành nếu mà làm trong một bữa nếu mà xài qua ngày mai nó đâu có xài được đâu. Đúng rồi, thế nên em mới đẩy đi lên Hải Dương nè, nói qua ngày sau em đi kiếm chỗ bên ngay chân cái chỗ xăng nói chuyện với cộng đi tạm bán, còn quá qua em bán không được. Ây, toàn lớn quá em đi lúc vô hẻm nữa, em bán tối quá. Cái em bán không được, cái quần em ơi, cái em đẩy lên trên đây nè. Này gặp em chứ, do là vì anh hát là anh không bán thì em không muốn mất cái gì. Chứ còn mở đồ bán giống em là chắc là anh bỏ cuộc rồi đó. Không tới ngày thứ ba đâu, sơ lỗ. Đúng rồi. Tại em kiên trì lắm. Tại ba cái đồ, lúc đó thì em chưa bán thịt thôi, em bán nước như mỡ hành, như các đồ đó kia thôi. Còn em nói là nếu mà bữa nay mà mẹ mà không cho con bán nữa thì con sẽ đi về quê, tại vì trời mưa chứ thầm mưa nghe để cho em có một con là cái hương ngày thứ hai đi, cái tối ngày thứ hai bán ế là em đã nói với mẹ quan âm tối hôm đó hay là ngày thứ ba em bán em mới nói ngày thứ ba em bán em mới nói em vừa đẩy đi em vừa nói trong lòng em nói mà bữa nay mà con bán không có được con nếu mà con không có chỗ để con bán thì con sẽ đi về quê Cần Thơ anh biết rồi, nên bây giờ bán thì bây giờ bán thì đâu có thời gian làm gì Cần Thơ nữa. Dạ anh nhớ quê hương, để bữa nào đi, bữa nào anh nghỉ bữa em nghỉ bữa anh với em về quê ha. À, cứ hôm nào đấy anh Phúc ơi em về quê hú cái anh chở em về quê, hai anh em đi xe máy cũng được vậy. Cảm ơn Vâng, mình đi về cái sẵn mình quay clip cho mọi người xem luôn. Cái nghe là mấy anh chị ơi, mấy anh chị coi của hai anh em của em anh chị. Sợ anh bán ghế quảng cáo liên tục. Mấy anh chị nhớ mua kẹo giúp cho mấy anh em của em. Nhớ lại 71-75 ông ít khi mấy anh chị mua bắp ủng hộ cho mấy chị em của em, mấy chị em cảm ơn mấy anh chị gửi kẹo cho mấy anh chị của 71 ông ít kim nha, ở nhà nhớ nhà cũng muốn ít kim qua ủng hộ cho nha. Rồi em bây giờ như vậy anh cũng rất là muốn ngồi nói chuyện với em lâu, nhưng mà anh đang sợ em tự một việc nào hoặc là bận giao tiếp với mọi người đó, thì em cứ ngồi với anh, khi nào mà có cái gì thì em cứ đi nha anh, tại vì cũng sợ mọi người sợ ảnh hưởng thời gian của em á, nó còn bán buôn nữa. Đến lúc em ăn ngủ mà chắc là ngày nào em cũng băng. Dạ không có em ăn chay, cái này là đồ mặn. Không, xin lỗi mọi người. Anh không biết. Thôi, cái này của anh ăn chay được kìa. Đúng, cái này ăn chay được. Cái này của anh ăn chay được. Này thì là một cây đánh bán 10 ngàn. Có nghĩa là một bịch này là 200 ngàn. Anh nhiều lên tặng em hết luôn. Cái này của em là 20 ngàn. Dạ. Nhưng mà là... anh giỡn thôi. Ý là anh tặng cho em, nhưng mà ý là anh chọc em á. Chứ vốn này không có anh chiêu. Sắp tới giả sử đi ha, ví dụ như là em mà có muốn gọi là mở rộng mặt bằng, tại vì gọi là người ta gọi là alo, sorry mọi người, mở rộng thương hiệu cho anh ngồi đây, tại vì cái máy quay anh bên này. Mở rộng thương hiệu, ví dụ như biết đâu được mai chiều em có những người gọi là ở bên cạnh em, họ có thể hỗ trợ em cái việc gọi là nếu như em mở một cái thêm một cái bắp nướng ở Gò Vấp chẳng hạn,
có thể là em sẽ không cần đứng xuyên suốt bên đó 24 giờ, bây giờ em có thể đứng đây ha, xong với em bỏ nửa tiếng em chạy qua đó, em quản lý cái đó là mở rộng thị trường, mở rộng thương hiệu. Anh nghĩ là em làm được, nhưng mà mình phải có người nữa, thấy không? Phải có người để chia sẻ gánh gác bớt cái công việc của mình nữa. Cái gia vị thì làm không đúng ý, thì nó không có đúng ý của em. Dạ, bây giờ mình làm một chỗ rồi mình đem qua Gò Vấp được không? Đó. Ừ. Ý là mình cứ nói trước vậy thôi ha, nhưng mà ý là nếu mà em mà có trong đầu có tư tưởng là mở thương hiệu là phải vậy, mình vẫn thuê thêm người luôn, để cái bảng luôn, bắp nướng tây thi này nọ đồ, xong đầu có người đứng đó à. Chỉ cần ví dụ như hôm nay giờ em tối đây em ở đây 7 giờ tới 9 giờ ha, 9 giờ 11 qua đó đội ngũ Uber đi theo em, tại vì khi mà mọi người đã thương em rồi, trời ơi bây giờ em ở đâu mọi người cũng sẽ tới, em ở đâu thì đội ngũ YouTuber vẫn hỗ trợ cho em. Tây thi mở thêm chi nhánh số 2, số 3, số 5 đó. Nhưng mà mình nói vậy thôi, tại vì người ta nói là cũng không nên tham quá, nhưng mà anh nghĩ là thêm một cái vẫn không sao, đúng không? Cả nhà nhớ nha, lỡ em nó mà mở thêm chi nhánh nào đâu đó gần thì mọi người ủng hộ cho em, mọi người ở gần thì ủng hộ cho em đó nha. Đó. Thì bây giờ vậy, anh xin phép mọi người cũng xin kết thúc clip của Tây Thi ở đây để trả thời gian lại cho em còn làm việc nữa. Thì anh thì anh không hứa, nhưng biết đâu anh em có duyên. Tự nhiên về anh up clip em lên trên YouTube, trời ơi người ta xem quá trời, người ta cứ yêu cầu anh ơi tới gặp Tây Thi quay clip nữa đi. Anh em lại gặp nhau hoài. Đúng không cả nhà? Rồi ok. Thì ok, đứng lên chào khán giả. Cả nhà đứng lên nha. Ok. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip này của Phúc với lại Tây Thi. Nếu mọi người cảm thấy vui thì mọi người nhớ đăng ký kênh cho Phúc nha. Đăng ký rồi nhấn cái chuông nữa nha, để có thể xem những clip về Tây Thi, xem những clip về Phúc hát nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye. Rồi kết thúc clip đi em ơi. Tắt đi. Ok.